Lúc 15 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có một cuộc đối đầu với đại kình địch Thái Lan. Nó là đại kình địch vì thật sự hai đội bóng nữ của Việt Nam và Thái Lan quá hiểu nhau. Đây là một trận đấu được xem giống như là một trận kết sớm của một bóng đá nữ ở SEA Games. Dưới góc nhìn của tôi thì tôi nghĩ là Việt Nam vẫn chiếm ưu thế nhiều hơn, vì thực tế trong 5 lần đối đầu gần nhất thì Việt Nam chỉ mới thua có một trận trước Thái Lan vào năm 2018, và đó là cái trận để mà tranh vé đi vòng đi World Cup và thật là World Cup bóng đá nữ, và chúng ta đã thất bại. Trong khi đó hai trận đấu gần đây nhất chúng ta đã từng thắng Thái Lan, đặc biệt là ở trận chung kết AFF Cup vừa rồi và vô địch Đông Nam Á, chúng ta đã thắng họ để giành ngôi vô địch trong năm 2019 vừa rồi. Thì tôi nghĩ đây là cuộc tái đấu này, nó sẽ là một cuộc đối đầu khá là căng thẳng và quyết liệt, hai đội nào cũng đều muốn thắng. Và chúng tôi đã có mặt ở sân Vinam để theo dõi trận U22 Việt Nam đá với U22 Brunei. Thì điều kiện sân bãi ở Vinam khá ổn, khán đài thì hơi nhỏ, phòng ốc để mà chức năng để mà tổ chức họp báo và phòng media thì cũng không lớn lắm, đặc biệt là hệ thống wifi là gần như là chưa có, cho nên là gặp các phóng viên cũng gặp nhiều bất lợi. Nhưng tôi nghĩ với cái mặt sân cỏ như thế này, đội tuyển nữ của chúng ta trong thời gian đi tập huấn ở Nhật Bản đã có điều kiện tập luyện ở sân nhân tạo, thì đây cái mặt sân cỏ nhân tạo ở sân Vinam có lẽ cũng không làm khó được các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tôi nghĩ ở trận đấu này đội tuyển Việt Nam sẽ có một kết quả thắng với tỷ số khá xích sao, 2-1 hoặc 1-0. Vì thực tế ở những cuộc đối đầu vừa qua chúng ta vẫn chưa bao giờ thắng Thái Lan với tỷ số cách biệt. Đội tuyển từ Vinam, Philippines.